Cháu chào chú Lộc. Ừ, chào nhá. Ôi, bắt tay cái. Bắt tay chú cái. Chú ăn cơm chưa? Chưa, đưa anh em vào nước. Vâng. Hôm nay giao hơi nhiều đơn nên là chúng cháu đến hơi muộn. Ừ, gọi điện từ sáng mấy lần mình bảo là không bán thế nào mà. À không, đã hẹn với khách hàng là giao trong ngày là sẽ ra trong ngày. Một cái là nó hơi muộn một tí vì là đi từ sáng giờ nó hơi nhiều. Ôi, nhà chú phong thủy đẹp đấy nhỉ. Cái gì? Đây hồ này để mua he để cho các cháu bơi mà. À hồ bơi hả chú? Ừ, hồ bơi mà. Cháu tưởng là chú thả cá này chén luôn. Không, hồ bơi mà, hồ bơi để mua nhà các cháu bơi mà. Vâng. Phong thủy rất đẹp, vào nhà cái là quả cầu bắc qua hồ. Ừ thì phải làm ngay cho nó đúng gì. Thế chú đã theo dõi Loa Cá Xanh được lâu chưa? Mấy tháng rồi nhưng mà. Mấy tháng à? Nhưng mà mình cũng ít tiền nên mình cũng không thích mua loa to à. À thì mình cứ mua cái đó nó tầm tài chính, cái thứ hai là nhu cầu của mình nữa. Nó vừa thôi, nghe vâng. được mình không cần. Tại nhẹ két loa luôn trên cầu cho nó máu. Được đó, két trên cầu. Mới để cho nó sáng bằng phẳng. Tôi giống sáng mà. Đây này. Đây đâu này, quên hết nghề à. Kéo lại trôi đi bây giờ, trôi xuống hồ bây giờ. Đây ạ. Cái thà đâu nhỉ? Ôi à. Chú điện cho cháu từ sáng nhưng mà hôm nay cũng nhiều đơn lắm. Còn cháu đi bây giờ mới về được. Đấy, loa của chú đấy. Chú ngắm loa xem. Đấy, chú. Xem rồi, xem em yêu. Vậy mình là chủ yếu để ngoài sân chứ trong nhà thì để nó cũng chưa có phòng hát. Chú biết là cái loa này là nó khác những cái loa mà chú xem trên YouTube bao nhiêu lâu nay chưa? Xem cái này cái mới mà hôm nay ta vừa xem xong. Vừa xem ông ở Hải Dương hay sao ấy, ông hát bài gì mà Băng Đinh, Băng Đinh. Đúng rồi, một đồ hoài là khác này, con trước là Băng Đinh Xanh rồi, cái vỏ cái đời này. Chính xác. Đúng không? Thế chú biết cái mạch này là nó là mạch trước kia là loa nào không? Thế bảo là ở loa đuôi mà này. Đúng rồi, loa đuôi mà này. Chuẩn rồi. Đây, mạch loa bắt đuôi đây, DSP. Mạch này có revert chú nhá. DSP có revert nguồn xuyến. Chú mày xem mà. Công suất lớn. Con này công suất đánh thì cứ tưng bừng khói lửa luôn. Đây để cháu test nhạc cho chú nghe thử xem. Chú xem được mấy tháng rồi. Vâng. Thỉnh thoảng mua làm cái thỉnh thoảng nhìn nhàng xem mấy thì. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test. Tôi quá mắng rồi gì. Tao đây xem cái test lo bài nào gì hát. Nhưng mà như thế đã đủ lực để chú anh chưa? Thế rồi. À cái này không có Bluetooth đúng không? Vâng ạ. Bắt từ nhà ra được đúng không? Không phải bắt được ạ. Ra cái kia đây. Vâng. Gót cao đến mấy cũng tăng mày. Giải cờ tuổi khi đàn bàn tay. Yêu thương cho hết chi giữ lại đây. Xem như em trắng mây. Mở thế này là nghe đã điếc tai rồi. Thì xóm thì... Nhưng mà Loan có chọn là mình nghe phải hay chứ, nghe Loan nghe điếc tai thì vẫn là hay gì rồi chứ. Nhưng mà như này nó to thôi. Nhưng đối với chú thì công suất như này là ok rồi đúng không? Đúng rồi. Vâng. Thế bây giờ cháu mời chú hát thử một bài. Ừ, thằng bạn nó hát xem. Xem cái mic nó như nào. Lực. Mình có bể bơi. Alo. Chiếc lõm quai thao xôn xao câu quan họ đến hẹn lại đêm. Người ơi đừng quên mẹ con đò hồng bay. Nhớ nhau em gọi câu mình ơi. Người ơi chẳng dằm nổi quê cô. Ta
người ơi, nấu ăn cao viên rồi quan họ về, em trao yên đào anh nhận để làm tin, em trao đón ma tộc mặt trời mưa ướt áo là người ơi, nấu ăn cao đâu người ơi xin đừng về, chúc sinh em chờ sinh em đến hồi sau. Bài đây, à, đây. Sao? Hát bài thế nào? Cái nào cũng thanh niên hát rồi nhiều lắm mà. Ca sĩ xóm rồi. Ca sĩ. Cứ mua về làm ca sĩ của nhà đi. Bài nào nó phải nó hợp với này cái giọng ca thì. Câu đò thầm gò. Tôi về. Chú tin tưởng là con xanh. Thì trong quá trình sử dụng của bên đây là chú alo cháu nhá. Rồi.